thưa quý vị, chất thải nhựa trong y tế phát sinh từ các hoạt động hàng ngày của nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, người sử dụng dịch vụ y tế và từ các hoạt động chuyên môn y tế. Đa số chất thải nhựa là các túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần để bao gói, sử dụng cho mục đích ăn uống, sinh hoạt, phòng và chữa bệnh. Đơn cử như bệnh viện Chợ Rẫy, hàng ngày bệnh viện này có khoảng 4.000 nhân viên y tế, gần 3.000 bệnh nhân nội trú và một số lượng lớn thân nhân cùng khách tham quan. Số lượng chất thải nhựa trung bình của bệnh viện Chợ Rẫy là 16 tấn cho mỗi tháng. Để công tác thu gom rác thải nhựa của người nhà bệnh nhân thuận lợi hơn, bệnh viện này đã có một cách làm khá đơn giản nhưng lại mang lại hiệu quả cao. Cuộc trò chuyện sau đây giữa phóng viên Đức Mạnh và thạc sĩ Lê Minh Hiển, trưởng phòng công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về cách làm này. Thưa quý vị, Đức Mạnh đang có mặt tại Bệnh viện Chợ Rẫy và đi cùng với Đức Mạnh là thạc sĩ Lê Minh Hiển, trưởng phòng công tác xã hội của Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là chủ nhân, người đã nghĩ ra cái thùng thu gom rác nhựa rác thải nhựa, và chúng ta cùng với anh Hiển để trao đổi thêm, để hiểu thêm về thùng rác này quý vị nhé. Anh Hiển có thể nói rõ hơn về cái thùng rác này anh Hiển? Vâng, trong cái thời gian mà cô bác đến khám bệnh ở đây thì cái việc sinh hoạt, cái việc uống nước của cô bác á, nó sẽ thải ra những cái chất thải nhựa bằng cách là sử dụng những cái chai như thế này. Trước khi có cái thùng này thì cô bác sẽ bỏ những cái chai nhựa này vào trong những cái thùng rác, và các chị mà thực hiện cái công việc này sẽ mang cái rác này đi cân ký và về phía công ty môi trường sẽ xử lý đốt cái rác này. Khi mà bệnh viện chấp hành cái quy định của thành phố và của Bộ Y tế về giảm thải chất thải nhựa, tiến tới không sử dụng các cái túi ni lông, thì phòng tái xã hội chúng tôi mới suy nghĩ ra cái việc là làm sao để tái chế các cái loại chất thải nhựa này. Thì chúng tôi có nghĩ ra hai cái thùng thu gom ở hai cái nơi ở trong cái vị trí mà chúng tôi làm việc, đó là cái khu đăng ký khám bệnh và cái khu phát thuốc bảo hiểm y tế. Tại đây thì chúng tôi có những cái thùng như thế này, chúng tôi đưa ra những cái câu từ, những cái mẫu để cho cô bác biết đây là cái thùng thu gom những cái chai này, để cô bác không có còn nhầm lẫn bỏ vào cái thùng chất thải này, cái thùng rác nữa. Và sau một thời gian làm việc thì các chị thu dọn sẽ mang cái thùng này đi về cái kho lưu trữ. Để Đức Mạnh kiểm tra nha. Ở đây thì Đức Mạnh thấy là cái thùng rác này nè. Là giấy nè, là khẩu trang y tế nè. Còn thùng này thì chỉ là chai nhựa thôi. Để đạt được kết quả như này nó mất thời gian bao lâu anh Hiển? Trong khoảng 2 tuần lễ đầu thì cô bác còn bỏ rất là nhầm lẫn vào cái thùng rác bình thường. Và sau một thời gian thì khi các cô bác quen ở trong cái thùng này có vài cái chai nhựa rồi, thì cô bác biết đây là cái thùng để thu gom cái chất thải này. Và từ đó về sau thì cái việc này nó thuận lợi hơn. Nếu mà nói về hiệu quả của những thùng thu gom rác thải nhựa thế này nè, thì anh Hiển có thể gạch đầu dòng những hiệu quả đó là gì không anh? Nếu nói được cái việc này, chúng ta có 3 cái được. Cái thứ nhất là chúng ta giảm cái rác thải ra môi trường. Cái được thứ hai là giảm cái số tiền mà bệnh viện phải chi trả cho cái việc đốt rác. Và cái thứ ba là các chị dọn dẹp vệ sinh sẽ có một cái phần kế hoạch nhỏ của các chị trong hàng tuần, hàng tháng. Bệnh viện Chợ Rẫy thì mỗi ngày tiếp đón rất là đông bệnh nhân, rồi người nhà bệnh nhân. Mình làm như thế nào để ý thức của người dân dần dần thay đổi và có thùng rác đầy như thế này? Để có được cái việc thay đổi này thì chúng ta phải có những cái thùng rác tiện dụng và có những cái câu từ, những cái khẩu hiệu như thế này để cô bác nhận biết đây là cái việc chúng ta đang dần dần làm thay đổi cái nhận thức của cô bác bằng cách bỏ những cái loại rác tái chế được vào những cái thùng đúng nơi quy định. Đây là một trong hai khu vực mà chúng ta đặt cái thùng rác này tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Vậy thì Đức Mạnh cũng muốn biết là cái khu vực thứ hai nó như thế nào? Mời các anh chị chúng ta sang cái khu đăng ký khám chữa bệnh ở phía trước. Dạ. Đây là cái thùng thứ hai đặt ở cái khu nhận bệnh của Bệnh viện Chợ Rẫy. Đây là chị Lan Thanh, người đã thực hiện cái công việc này từ tháng 10 năm 2019. Dạ. Giới thiệu với Mạnh. Dạ, chào chị Lan Thanh. Cho em hỏi anh Hiển trước nha. Mình đặt hai cái khu này là khu đông bệnh nhân, đông người nhà bệnh nhân nhất hay sao anh Hiển? Đúng rồi, ở đây là cái hai cái khu công cộng có đông cô bác là bệnh nhân, là người nhà, người để đưa cô bác đến đây khám bệnh, nên là cái số lượng cô bác ở đây là tập trung đông nhiều nhất. Thưa quý vị, như anh Hiển chia sẻ thì khu vực mà đặt hai cái thùng rác này là khu vực tập trung đông người nhà bệnh nhân đến đây mỗi ngày. Chính vì vậy mà khối lượng công việc mà các chị phải làm
rất là nhiều trong mỗi ngày. Và bây giờ chúng ta cùng trò chuyện với chị Lan Thanh để chúng ta hiểu hơn công việc thu gom rác của các chị mỗi ngày ở tại miền Chợ Rẫy như thế nào quý vị nhé. Đức Mạnh xin chào chị Lan Thanh ạ. Chị Lan Thanh, cho Đức Mạnh hỏi là mỗi ngày á thì mình thu khoảng bao nhiêu thùng chai nhựa như thế này chị Lan Thanh? Dạ khoảng mỗi ngày thì tụi mình thu vào khoảng 5 kg. 5 kg nó tương đương với bao nhiêu thùng như thế này ạ? Thì một thùng này mỗi thùng là 5 kg đó. Dạ. Khoảng 5 kg. 2 vị trí rồi. 2 vị trí rồi. Có nghĩa là mỗi ngày là mình thu được 2 thùng như thế này, mỗi thùng là khoảng 5 kg. Nếu mình bán ra thì khoản tiền đó mình dành cho việc gì vậy hả? Làm kế hoạch nhỏ để cho cuối năm á, để cho tặng cho mấy em trong tổ phần quà, giúp đỡ mấy anh chị em mà khó khăn, mượn thiếu tiền hay gì tụi em cho xuất cho mượn á. Dạ. Còn trước kia đó khi mà chưa có cái thùng này nè thì cách phân loại của mình như thế nào chị hả? Thì tụi em cũng đổ chung mấy anh cô bác nó bỏ vô thùng rác, tụi em dựng cũng kéo xuống và rác thôi. Chứ chưa có khoảng này tụi em chưa phân loại. Chị muốn chia sẻ gì với người dân, những người đến đây để khám bệnh trong cái việc người ta hỗ trợ mình để phân loại rác như thế nào không? Đó là mấy cô bác thì khi uống chai nhựa xong á thì nhìn đã bản là bỏ vô để bảo vệ môi trường, giúp tụi em, giúp cho bệnh viện sạch đẹp nữa. Dạ. Em thấy là thùng rác này cũng đầy rồi, chắc là chị đang chuẩn bị để mà đưa vô kho đúng không? Đúng rồi. Rồi mình đưa lên chị ha.